Anh em, chào anh em trở lại với cái kênh mình nhé. Hôm nay thì vốn mình đang có đó là 15 triệu anh em. Tính ra 15 triệu anh do lúc này mình đặt mấy ván này mà đéo hên anh em ạ. Nhưng mà mình thường tét như vậy anh em này. Đầu tiên là mình nạp vào 15 mê đúng không? Thì mình sẽ đánh theo kiểu này, đó là phương pháp đánh mình cách chơi để hạn chế thua nhất có thể nha. Đó là mình sẽ đánh theo kiểu đó là mình chơi nha. Khi mình chơi ấy thì mình sẽ đánh theo kiểu đánh nhỏ trước. Cảm nhận khi xui ấy thì ok, mình sẽ nghỉ 5 đến 10 phút đó. Sau 5 đến 10 phút mình sẽ chơi lại. Sau đó mình sẽ đánh nhỏ tiếp. Ví dụ nó thắng lại ấy, thì ok, mình sẽ đánh bắt đầu đánh to. Và lúc này mình đã xuống 13 mấy mấy ấy, nhưng mà bây giờ mình đã lên lại 14 mấy mấy ấy, thì bây giờ mình sẽ vào đánh to được thôi anh em ạ. Và game hôm nay mình chơi đó là game bài đối thượng anh em ơi. Bài hôm nay mình chơi đó là bài poker hay là game tài xỉu. Mình không cố định chơi một con game đéo gì đâu anh em. Con game gì hên ấy thì mình sẽ đánh tiếp. Game mình xui ok mình sẽ đánh nghỉ. Chứ mình đéo cố định đánh một game nha anh em ơi, bởi cố định đánh một game là toang đấy. Vốn mình 15 mê nha mày, đéo phải 14 mê mấy đâu nha. Ôi da. Thua lại đấy cả. Đây rồi, đó biết ngay mà vẫn hên mà anh em ơi. Mình cảm bây giờ mình đang hên mà. Đó anh em thấy không? Đấy, thế mới lên được 77 mê 4 chứ đang hên phải đánh nhanh, thắng nhanh thôi anh em ơi. Thắng nhanh chuồn nhanh thôi. Oài. Chuồn mà đéo về anh em kìa. Đánh mãi chuồn đéo về nên nhá. Đây rồi. Đó anh em thấy không? Đó, cách đánh của mình đó đây. Khi mà nó hên ấy thì mình sẽ đánh tiếp. Xui thì bố mày nghĩ. Kiểu như vậy anh em, đánh kiểu đó đấy anh em ạ. Uầy giời ơi. Và nó biết được nhận được sớm đấy nhỉ. Nhưng đó chỉ là nếu thôi, nếu mình nhận từ sớm thôi. Còn thực tế có đánh thì có đéo trâu rồi nếu anh em. Thắng là thắng, thua là thua thôi à. Nó có chuyện nếu đâu. Nếu này nếu kia đâu. Thắng là thắng thôi, thua là thua thôi. Uầy, đèn thế. Ây ơi, tuyệt vời cho anh em 2 mê đấy, thắng 5 mê đấy. Tuyệt vời quá anh em ơi. Đây này, trời ơi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Anh 1 mê tiếp. Đây rồi, 500. Trời ơi, anh em thế như thế chứ. Nhưng khi xui là phải, anh em phải biết mình dừng nha. Không phải là nó hên mãi đâu. Cũng giống như mình lúc này hên lên một xíu rồi sau đó mình thua lại đấy anh em. Ờ, mình xui một xíu rồi sau đó mình ra, sau đó mình nghĩ một thời gian sau đó mình mới vào chơi lại anh em ạ. Đánh nó cố ôm trụ đánh mãi. Có thể hôm nay mình lật bài poker này nó hên đối với mình, nhưng mà có thể con game khác nó xui đối với mình thì sao, đéo biết được anh em ạ. Đấy 23 mê đấy anh em này. Khi đang hên là cố đánh nhanh nhất có thể cho mình đi, đánh đại đi. Đó anh em thấy không, mình đánh đại ấy, chứ mình đéo suy nghĩ phân tích đéo gì đâu. Mình cứ cảm nhận con gì về thì mình sẽ đặt con đó thôi, chứ mình đéo suy nghĩ đéo gì đâu anh em ạ. Ôi rồi đèn thế, mình đặt cái này nó về ngược cái kia ấy, như thế là gọi là đen rồi đấy anh em. Đó 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 anh em thấy không, phán là mà thua cái là bố mày ra chơi game khác ấy. Đây rồi, nhưng mà nó mà hên anh em ạ, nó vẫn còn hên. Ôi ôi đèn nữa, đúng rồi, 23 mê này anh em ơi. Lên 3 mê là ngon nha. Lên 3 mê là lãi to lắm đấy anh em, gấp đôi luôn đấy. Ôi rồi đây rồi, 25 này đấy. Không gì là không thể đâu anh em ơi. Không gì là không thể đâu nha. Đéo gì là đéo thể đâu. Đấy lên này nè, 27 mê 5 này đấy. Ôi rồi ôi. Đây rồi, 29 mê 4 rồi anh em ơi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Đây rồi, đúng là nó hên rồi anh em ạ. Thế thì còn nói gì bằng nữa. Đây nè, 4 ra 2 chịu rồi. 4 ra 2 đi đen. Ây, đây. Nhưng mà nó cái này nó lại thắng lại 3 mê rồi đấy anh em. Ôi, đã hên rồi thì đánh cái đéo gì hên anh em ạ. Ôi. Đây này, big ra ra big tiếp anh em ạ. Căng không? Căng nhá. Nó ra big nhiều mình đánh big nhiều thôi. Nó ra roll nhiều mình đánh roll nhiều thôi. Ôi big về lại kìa. Đây rồi, 30 mê lại rồi anh em ơi. Không nhận lúc này giờ anh em để ý không? 30 mê sau nó cứ xuống lên xong rồi xuống lên xong rồi xuống, anh em có nhận không? Có nghe điều đó. Đó cái điều anh em cần lưu ý cho mình nha. Khi lên anh em đã gấp đôi tài khoản anh em rồi đấy, là lúc đó anh em lại đánh
bình tĩnh lại nha, chứ đừng có bị cuốn vào nó quá. Cuốn vào nó đó quá thua lại đấy. Dễ lắm đấy anh em. Ui, đèn thế nhở. Đó anh em thấy không, thua lại đây. Đó 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 đó. Bây giờ bắt đầu thấy chuỷ xui đây. 4 ra 4 thôi là bị thấy chui đấy. Thôi ván này mà thua cái là bố mẹ ra đánh game khác. Nhưng mà may nó hên lên lên lại 25 mê. 3 ra 2 anh em kìa, đen thế. Cứ bình tĩnh nha, không vội đâu nha. Bởi game này còn đó mà anh em. Quan trọng mình còn có vốn để mà chơi với nó không thôi. Anh em đừng có sợ mất cơ hội gì cả. 5 ra 4 kìa, đen thế. Chuồn đây rồi. Tuyệt vời quá anh em ơi. Thôi lên lại 20, 30 mê nghĩ đi anh em ạ. Bởi vì là lên con 30 mê là nó bắt đầu cho xuống lại một chuỗi luôn anh em ạ. Đánh kiểu đó anh em phải lưu ý. Bởi khi anh em gấp đôi tài khoản anh em rồi đấy, là lúc đấy giống như có gì nó soi anh em ấy anh em ạ. Nên nhớ cái điều đó cho mình đi. Phải lưu ý cái điều đó đó anh em thấy không. Đó. Gần gần lên lại 30 mê. Nó lại cho xuống đó anh em thấy không. Nó đen lắm anh em ơi. Em phải lưu ý cho mình đi. Đó đó bây giờ bắt đầu thua lại đấy. Ván này mà thua cái là thua luôn rồi đấy. Bây giờ mình đánh to đấy anh em. Cứ từ từ thôi nha, không vội đâu nha. Bởi game này còn đó mà. Quan trọng mình còn vốn để mình chơi với nó không thôi anh em ạ. Anh em đừng có sợ, bao giờ sợ mất cơ hội gì cả. Cơ hội còn rất nhiều mà anh em ơi. Quan trọng vốn anh em có để mà chiến với nó không nữa thôi. Thua lại đó là anh em kìa. Đen thế nhở. Thôi bây giờ mình chỉ cần lên 25 mê nghĩ thôi anh em ạ. Bây giờ bơi lên khó quá. Má nó kìa, biết rằng lúc này 3 mê nghĩ rồi. Mình thường là x2 tài khoản mình nghĩ thôi anh em ơi. Run bây giờ run luôn mà anh em. Run là do sợ thua đấy anh em ạ. Sợ sao đéo sợ được. 2 mê lại này. 25 mê là bố mày nghĩ ấy. Đéo cần nhiều ở đâu. Cái cảm nhận bây giờ nó xui lại đấy anh em. Mà mình biết cái điều đó đấy mà mình sao vẫn ngu. Rồi đánh do vào đánh ấy. Khi nào đánh em bị cuốn lắm anh em. Đéo đơn giản đâu. Có thể bây giờ anh em xem ngoài có thể nói mình ngu này ngu kia. Nhưng mà khi anh em vào chơi anh em mới biết là nó cuốn như thế nào. Nó khó biết như thế nào. Muốn đặt to hơn nữa đấy anh em. Toàn thế anh em ơi. Mà nó kìa. Bây giờ trước khi bây giờ mình nghĩ thắng ấy là mình nghĩ hòa vốn lại anh em nè. Sau đó mình sẽ tính sau là thắng như thế nào tính sau. Bây giờ nghĩ nó hòa vốn đã. Còn thắng gì thì mình sẽ tính sau. Chứ bây giờ còn thua mà cứ nghĩ đến thắng rồi có thể đéo là được. À, nó kìa chùa nó đéo về kìa. Địt má nó chứ kìa. Thua đấy anh em. Đó anh em thấy không, ngu chưa. Không sao nha anh em. Bây giờ mình sẽ bơm vào 2 mê nữa. Bây giờ là tổng vốn là 35. Và mình sẽ 5 đến 10 phút sau mình mới chơi lại nha. Và bây giờ mình chỉ cần lên 40 mê là nghĩ thắng 5 mê thôi anh em. Không này bỏ qua anh em ơi nha. Anh em. Mình đã chữa đài đây nha. Cay lắm rồi đấy anh em, thật sự cay lắm rồi đấy. Đây rồi. Má nó kìa. Vừa chuồn về cái nó ra ca luôn, ri ra ca bố mẹ chịu. Đen thế là cùng chứ lị anh em ạ. Đen thế chịu rồi. Sau đó nó cho thắng một cái, sau đó nó cho thua một chuỗi luôn anh em ạ. Nghe nó chứ cay lắm chứ anh em. Đây này. Trời ơi. Liều chứ kìa. Đây này, 35 đây này. Lên lại là nghĩ luôn này, lên 40 mê nghĩ luôn này. À nó kìa, tự nhiên nó thu lại anh em kìa. Đéo gì vậy trời. Gần lên được rồi, nó cho thu lại. 10 ra 10 anh em kìa. Thu lại thật anh em ạ. À. Nó thắng một cái, nó sau nó cho thu lại luôn. Chịu nó thật đấy anh em ạ. À. 35 lại này. Lên 40 mê nghĩ nào. Ca ra ca anh em kìa.
3 ra 3, K ra K. Đây rồi. 5 ra 4 kìa. Ơ hay. Sao đen vậy ta? 35 mê khi hòa vốn là cái nó đéo bắt đầu nó chơi thua anh em ạ. Rồi nó soi mình ấy. K ra K anh em kìa. Mình chịu thôi, biết làm sao giờ. Thua lại luôn anh em kìa. Thấy không? Em thấy không? Nó gọi là đen đấy anh em. Ôi. Phải biết đằng nhận mé này nhỉ? Karaka bố mày chịu. Thôi hôm nay chấp nhận thua anh em. Thế đéo này thắng thế đéo là được nó được. Đây rồi. 29 mê lại rồi anh em ơi. À, nói thua lại nha. Nó biết ngay mà cứ lên sau nó lại thua lại. Đéo hiểu vì sao. Thật sự đéo hiểu vì sao. Cứ lên sau nó lại xuống. Lên sau nó lại xuống. Ba ba lại này. Thua lại lên này. Bây giờ bắt đầu thua lại này, em tin mình không? Ba bảy này. Đó đó đó, lên lên sau nó xuống này. Đây rồi. 39 rồi. Thôi nghĩ 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 anh ạ. Nghĩ thắng 44 được, đéo còn nhiều đâu. Bởi vì đánh nữa là lỡ bay tí là thua lại sao, đúng không? Nghĩ nhanh nha.